Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay Đức sẽ giới thiệu cho mọi người một món ăn mới, đó là món vỏ lê hầm đường phèn. Đây là một món ăn được xuất xứ từ tỉnh Quảng Châu của Trung Quốc, có vị dịu ngọt giúp tăng đề kháng ở vòm cổ. Và đây là nguyên liệu lê lựa trái non nha mọi người: táo tàu, nấm tuyết, kỷ tử, mình lựa kỷ tử sạch, và đường phèn. Ở video này Đức sẽ không đưa ra định lượng cho mọi người nha, bởi vì độ ngọt nó sẽ phụ thuộc vào trái cây. Và mọi người có thích ăn táo tàu nhiều hoặc là kỷ tử nhiều thì mọi người cứ gia giảm để phù hợp với khẩu vị của từng người. Quả lê có tính mát, hơi chua, có tác dụng thanh nhiệt, nhuận phế, tiêu đờm, giảm ho, đồng thời có tác dụng thanh tâm giãn hỏa, dưỡng huyết sinh tân, nhuận trường và tiêu độc. Táo đỏ khô của Tân Cương thì giúp miễn dịch và ngừa ung thư, hỗ trợ giảm cân, cải thiện tiêu hóa, tốt cho da và tóc, kháng khuẩn và chống viêm. Kỷ tử thì bồi bổ sức khỏe, tăng cường chức năng thận và sáng mắt. Và cuối cùng là nấm tuyết ngăn ngừa xơ giữa động mạch, giảm cholesterol, giúp đẹp da, giảm mệt mỏi và tăng cường hệ miễn dịch. Với bài thuốc y học cổ truyền này thì lê hấp có tác dụng khử đờm, thanh nhiệt, dưỡng phổi và mát tim. Ngoài ra còn giúp giảm sưng họng, làm dịu cơn ngứa rát cổ họng, giảm ho, chống mất nước cho đường hô hấp và làm sạch đờm, hạ sốt. Lưu ý khi hấp thì chúng ta sử dụng nhiệt độ 80 độ và hấp trong vòng 18 đến 20 phút. Sử dụng phần lê còn lại ép lấy nước, sau đó chúng ta sẽ đổ vào trong quả lê. Với công thức lê hấp đường phèn này thì chúng ta có thể sử dụng cho trẻ em nhỏ đến những người lớn tuổi bị cao huyết áp và bệnh tim mạch, rất tốt cho cơ thể và sức khỏe của mọi người. Với những người có điều kiện thì chúng ta có thể cho yến hoặc mễ tuyết vào, cũng rất thơm ngon và phù hợp. Sau 20 phút thì lê hầm đường phèn đã chín, mình lấy ra lê ra và để nguội. Tùy vào mọi người có thể ăn lạnh hoặc ăn nóng, nhưng đối với những người bệnh thì mình nên ăn nguội là tốt nhất. Bây giờ thành phẩm của mình đã xong rồi. Cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi. Bye bye.